xin gửi lời chào đến toàn thể thầy cô, cho ban giám hiệu và các bạn trẻ đẹp duyên dáng dễ thương của trường Đại học Quốc gia. Cô nói nói thiệt cái chứ mỗi lần mà Trấn Thành đi đâu mà tham gia gì mình tới sinh viên thì thằng khoái lắm. Thì không có ai mà máu lửa mà đã mà sinh viên đâu, nói thiệt đó. Rồi. Sinh viên quá dễ thương luôn, sao mấy em? Hả? Ok, nghe không rõ đâu nhưng mà thôi cứ sửa tên tụi em ok. Sửa tên. Thưa thầy tên mến, trong cái bộ phim này thì Thành đảm nhận cái vai bác Ba Phi. Không nhiều, xuất hiện không nhiều, nhưng mà nó cũng là một cái nhân vật quan trọng trong bộ phim. Bây giờ Thành sẽ chia sẻ về những cái kỷ niệm của mình khi mà tham gia vào cái vai diễn này với tất cả các bạn sinh viên ở đây nha. Em hỏi ta khó khăn, em cũng hỏi khó khăn chứ. Thì đó, anh muốn hỏi chia sẻ về kỷ niệm quá. Thôi, hỏi đúng, khó khăn em mới chịu trả lời. Trời ơi, sao mà đập khuôn vậy, trời đất ơi. Em xin cũng ăn em chờ rồi, bây giờ cần phải nói đúng câu đề mới nói được hả? Em dễ để hỏi ai khó khăn, em cũng khó khăn chứ. Rồi, em khó gì không? Em à, khó khó à, khó khó tính không hết. Cái cảnh của em là ăn nó khó. Ủa, phải quay 10 lần ăn 10 lần. Tại sao ăn lại là khó với Trấn Thành? Ô da, tại vì bữa đó cái con khô nó bị thúi thiệt quý vị ơi. Anh thiết kế chuẩn bị cho cái con khô để đâu nó lâu, nó bị thúi thiệt. Mà em đúng là đón nào em cũng ăn, mà con khô nó thúi quá em chịu không nổi. Và em cứ phải quay lỡ. Cái cảnh của em thì nó thiệt là không có gì khó hết. Nhưng mà khó là khó về tâm lý. Bởi vì cảnh em là hai cảnh, cảnh nào cũng đông người nhất. Mà quý vị biết đông người mà làm sai là làm lại là tốn tiền. Cho nên là mình cứ bị áp lực tâm lý ha. Thì ráng cố gắng để làm sao mà làm tốt nhất cái phần đó thôi. Dạ, nói chung là cũng ráng cắn con khô nhai thiệt là ngon. Nó thú thiệt. Chỉ là khó khăn ở cái phần đoạn mình ăn nhầm con khô. Dạ, nó không được thơm lắm thôi. Đúng rồi, ngay cái vị giác nó hơi... Cái vị giác nó hơi vấn đề. Vậy thì còn cái phần đoạn mà ở ngay cái gánh hát á, đó là một trong những cái cảnh mức của cái vai diễn trong bộ phim này. Thì với Thành cái đoạn đó như thế nào? Theo Thành thì mình là diễn viên mà các bạn. Với Thành, Thành rất là thích những cái phân đoạn mà có cái để mình diễn. Tại vì như các bạn thấy là Thành là một diễn viên năm nay cũng năm thứ 18 mình làm nghề rồi. Thì nhận nghề không? Nên bây giờ mình ra ngoài đường tự nhiên vô thức nha, vô thức mình gặp các bạn trẻ đều kêu mình là chú Thành nha. Cho nên là mình xin được đính chính lại là các bạn hãy gọi mình là anh Thành thôi, mình còn rất là trẻ nha. Ok, anh Thành thôi nha. Hãy ăn thôi. Không kêu chú Thành thôi kìa. Không kêu là anh Thành đại nghĩa thì được. Rất may mắn lắm là mọi người vẫn gọi là anh Đại Nghĩa mà chú Đức Thành. Không có, là không có anh nào mà bận áo dài mà có những cái áo xương, cái áo thun đen đâu này. Ủa thanh nhân nào cho người xem lưng vậy? Hãy đến bụng lại, tôi tức. Đâu, phải có tuổi mới lòi ra được. Thật đến là bác Đại Nghĩa mà anh Đức Thành thôi. Đó chứ là anh thì mình làm nghề năm nay cũng năm 18 rồi. Thì mình luôn luôn muốn là khi Thành nhận một cái vai diễn nào đó, ít nhất nó cũng phải có cái gì để mình diễn. Chứ Thành cũng không chỉ nhận một vai diễn là để ra mà làm một chút xíu những cái đoạn hài rồi xong. Tại vì mình cũng muốn là một cái vai diễn nào đó sau khi mình coi xong, các nhà có động lại trong lòng một ít. Thì nếu như các bạn yêu thích vai của mình thì mình cảm ơn. Bạn nào chưa xem phim thì hãy xem phim. Bởi vì Thành thấy là bất cứ một bộ phim nào ra thì cũng sẽ có rất là nhiều nguồn dư luận trái chiều khác nhau, khen chê khác nhau. Tất cả những ý kiến đó đoàn làm phim đều rất là cảm ơn và ghi nhận. Chúng tôi sẽ luôn luôn ghi nhận cả cái điều tốt là cái điều chưa tốt để mình có thể hoàn thiện hơn vào những cái phần sau. Và hy vọng các bạn mình là những người trẻ văn minh và các bạn là những người quyết định là mình sẽ xài tiền như thế nào, đúng không? Thì Thành nghĩ là các bạn sẽ hài lòng khi các bạn bỏ ra số tiền của mình đi xem một cái bộ phim mà nếu như các bạn thấy nó được đầu tư chỉnh chu, các bạn thấy nó được làm một cách công phu và bằng tâm huyết, thì mình nghĩ là cái người nhận xét cuối cùng cũng là khán giả thôi. Thì hy vọng là khán giả sẽ yêu thương những người đã thực sự cố gắng để làm ra một bộ phim tốt để khán giả thưởng thức ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Trấn Thành và cảm ơn tất cả những thành viên của đoàn làm phim đã có những cái chia sẻ với khán giả để mọi người có thể hiểu hơn. Để ra được một bộ phim như thế, để có những vai diễn hay như thế thì mọi người đã phải lao động như thế nào. Còn bây giờ sẽ là một cái phần để chúng ta có thể nhận được quà từ chính các thành viên trong đoàn phim Đất Rừng Phương Nam. Sẽ xem một đoạn clip nha, một đoạn clip và nhớ theo dõi thật kỹ những cái tình huống, cái chi tiết, tên hoặc là tất cả những cái gì mà các bạn có thể thấy được trong phim. Để sau đó chúng tôi sẽ có những câu hỏi.
liên quan. Nếu như các bạn trả lời đúng thì chính các thành viên trong đoàn phim sẽ xuống tận nơi trao quà cho các bạn. Mời các thành viên và phòng chuẩn bị quà nhé. Mấy đứa ăn gì chưa? Đi với gì? Chị nấu đậu mắm cho ăn. Ừ. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, các bạn ơi, một tay bóp cái thịt to nào. Chỉ là một cái lát cắt, một cái đoạn.